chân. Giờ mình ra mình vứt con này vào chân của mẹ mình xem mẹ mình phản ứng thế nào các bạn nhé. Trứng mẹ này. Đấy. Mẹ nhìn chưa? Đúng rồi. Trứng. Mẹ mai con múc xuống trứng á. Trứng mẹ ăn ngon lắm mẹ ạ. Nhìn giống gạch cua con nhỉ. Đúng rồi. Wow. Mẹ ơi. Mẹ ăn từ từ thôi. Mẹ ăn thế nào? Có ngon không? Đéo ngậy. Đã. Thế à? Xin chào các bạn, em mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn đáng sợ chưa? Nguy hiểm chưa? Đấy. Đố các bạn biết đây là con gì đấy? Đố các bạn biết đây là con gì? Các bạn hãy comment ở cái video này các bạn nhá. Thì các bạn ơi, theo như mình được biết, đây chính là con bọ biển hung thần của đại dương các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn chưa? Mình nhìn trông giống con sâu các bạn nhỉ. Ở sâu ở trong cái thùng xí, các bạn biết cái thùng xí mà ngoại lâm không các bạn? Đấy. Nhìn giống một con ở trong đấy thật các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn này. Đấy các bạn nhìn chưa? Nhìn ác chưa? Đấy nhìn này. Chân của nó các bạn nhỉ. Rất nhiều chân các bạn nhỉ. 1 2 3 4 5 6 7. 7 x 2 14, 14 cái chân các bạn ạ. Đấy. Còn đây là cái quạt các bạn này. Cái này mà cắt nó ra sau đó là làm cái đựng mà nước chấm các bạn nhỉ. Ui cái đít của nó các bạn nhìn này. Ui cái đít của nó các bạn này, nhìn hay nhỉ các bạn nhỉ. Có hai cái lỗ đít liền các bạn ạ. Còn cái này các bạn nhìn cái mắt của nó này. Ui, trông giống cái kính của người nhện các bạn nhỉ. Rất giống các bạn nhỉ. Đây cái mắt của nó hay nhỉ các bạn nhỉ. Còn đây là cái mồm của nó các bạn nhỉ. Đấy sợ lắm các bạn ạ. Đấy con này vẫn sống các bạn nhá, mình mới mua các bạn ạ. Con này của mình nặng gần 2 cân các bạn nhá, cân 6 các bạn ạ. Nhìn to các bạn ơi. Đấy. Thì các bạn ơi, lâu lắm rồi các bạn ạ, mình không mua cái món gì độc và lạ cho mẹ mình thưởng thức các bạn nhá. Thì hôm nay mình mua cái con này để cho mẹ mình thưởng thức các bạn ạ. Đấy, cũng lâu lắm rồi mẹ mình không được ăn những cái món ăn độc và lạ các bạn nhá. Thì hôm nay mình mua về mình cho mẹ mình thưởng thức rồi các bạn ạ. Ôi ui cái mai của nó các bạn này. Cứng ơi cứng các bạn ạ. Cái loại này là như là giáp chống đạn luôn các bạn nhá. Bắn đạn vào không bục luôn. Kinh nhở các bạn nhở. Rồi thì các bạn ơi, trước khi cho mẹ mình thưởng thức các bạn nhá, thì mình sẽ chôn mẹ mình một cái các bạn ạ. Cho mẹ mình cho nó bất ngờ các bạn nhá. Đấy, trước khi ăn lúc nào mình cũng phải chơi mẹ mình một cái các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn hay nhỉ các bạn nhở. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ mang về mình trêu mẹ mình các bạn nhá. Để xem mẹ mình bảo đây là con gì các bạn nhá. Chắc mẹ mình lại không dám ăn đâu. Nhưng mà khi mà mình lấu lên đấy, mẹ mình lại thèm lại thích ăn đấy các bạn ạ. Rồi thì các bạn thấy video này mình hay, nhớ like và chia sẻ với ủng hộ mình các bạn nhá. Đấy còn bây giờ mình sẽ mang về để trêu mẹ mình các bạn ạ. Đấy. Ui hay nhỉ các bạn nhỉ. Con này hay nhỉ. Mình hay nhất là cái lỗ đít của nó các bạn nhỉ. Đấy nó có hai cái lỗ đít các bạn ạ. Thế buồn cười nhỉ các bạn nhỉ. Rồi thôi mang về trêu mẹ mình các bạn ơi. Mang về trêu mẹ mình các bạn nhá. Đấy, let's go. Các bạn ơi, mẹ mình chỗ kia các bạn ạ, đang rửa chân. Giờ mình ra mình vứt con này vào chân của mẹ mình xem mẹ mình phản ứng thế nào các bạn nhé. Con này bỏ ra. Bảo. Con gì đấy? Mẹ ơi nhìn sợ không? Con ơi. Mẹ nhìn giống con gì? Con gì đấy? Nhìn giống con gì mẹ nhìn? Con gì nó như là con. Con rán. Con rán á? Không phải, không phải rán màu này, rán nhưng mà to này. Ui, mẹ con cú mèo. Đây mà con cú mèo. Ui mất như con cú mèo. Con ơi. Bảo. Con gì đấy? Mẹ con ơi. Gì mà con trêu mẹ đấy? Con này ăn được mẹ ạ, ngon lắm. Ăn được. Ăn được. Bắt được đâu mà lại ăn được. Mẹ có ăn không? Hay con cú mèo đấy. Không phải cú chắc mèo, cú mèo nó như thế này. Mẹ sợ không? Sợ. Mẹ nhìn thấy con này bao giờ con chưa? Con thật thấy con gì đấy? Chưa nhìn thấy bao giờ đâu. Đấy. Mẹ ơi. Con này mẹ ạ. Con bắt ở bên châu Phi bà đấy mẹ ạ. Bắt ở bên châu Phi. Biển ở châu Phi mẹ ạ. Đấy. Con này á là con bọ biển. Con bọ biển. Đúng rồi. Thế là ăn được đấy. Ăn được, ngon. Con này ăn ngon gấp 6 lần cua hoàng đế, mẹ phải biết thế nào đấy. Ê, thế à? Khiếp con tổ sao mẹ sợ con... chạy ghê đấy? Sợ đến ba dịch mẹ nhìn thấy con này đâu, khiếp là đâu ghê đấy. Quá. Ui. Ôi giời ơi, nãy mẹ sợ nó đi, nó không cắn đâu. Nó không cắn gì. Đúng rồi. Ui.
Khiếp, lâu mặt, lắm rồi mặt giống du cú mèo đấy nhỉ con. Lâu lắm rồi con không mua cho mẹ cái món nào ngon này, con mua cho mẹ để thưởng thức ấy. Lại lâu lắm rồi này, thế là lại kiểu chôn mẹ đấy. Trêu mẹ tí nhưng mẹ trèo cây nhanh chê. Ui. Thế mẹ có ăn không? Có. Rồi, thế bây giờ con mang đi nấu hấp xả ớt để cho mẹ thưởng thức nha. Lại thế đấy, ừ thế được. Ui, ui. Sợ không? Khiếp thật, ăn được. Ăn được mẹ ạ. Rồi. Thôi bây giờ con đi thịt sau đó con đi hấp cho mẹ nhá. Mẹ đi rửa ráy trên tay đi. Thế là mẹ hết hồn ra. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình bắt đầu thịt con này các bạn nhá. Con này mình chưa thịt bao giờ các bạn ạ. Hôm nay là lần đầu tiên mình thịt các bạn nhá. Đấy, cái chân này nó rất là nhiều chân các bạn này. Gạt gạt nó vào không nó đâm vào tay là ngứa tay lắm các bạn ạ. Đấy. Đây mình sẽ thịt từ đây. Chưa gì đã phòi cái mỡ này. Ui. Nhì, phòi mỡ ra các bạn. Hay nhỉ. Đấy dạ dày của nó đây. Đã nhìn chưa? Đấy. Dạ dày của nó đấy. Rồi đấy các bạn này, dạ dày của nó các bạn này. Giờ mình rửa qua các bạn nhé. Đấy có cả trứng các bạn nhìn chưa? Đấy. Rửa sạch nước đi các bạn ạ. Thì bây giờ mình cho trứng này vào các bạn nhé. Trứng này ăn được đấy các bạn ạ. Đây là trứng của nó các bạn này. Và đây mình sẽ mang đi hấp các bạn nhé. Các bạn ơi xong rồi. Bây giờ mình sẽ mang đi hấp các bạn nhé. Đấy con này chỉ hấp đi là ngon đấy các bạn ạ. Lướng cho nó phiền phức các bạn nhé. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho vào nồi và hấp bia các bạn nhé. Ây da. Ở trong tư thế ngẩng đầu các bạn nhỉ. Đấy, hấp bia. Món này mẹ mình lại khen tấm tắc các bạn ạ. Mình hấp trong vòng 10 phút là xong các bạn nhá. Wow. Các bạn ơi nhìn này. Ngon chưa? Wow. Chín rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ mang ra để cho mẹ mình thưởng thức các bạn ơi. Nhìn ngon lắm các bạn này. Đấy. Ấy nó màu trắng bạch các bạn ạ. Nhìn rất là ngon bạn nhá. Thơm lắm các bạn ạ. Rồi bây giờ mình mang cái mẹ mình thử thách mẹ mình các bạn nhá. Let's go. Mẹ ơi. Mẹ. Ôi. Ra đây nhanh lên mẹ ơi. Con đã làm xong cái con thủy quái này rồi. Đấy. Ôi. Ngon không mẹ? Ô lớn lên giờ nó lên màu này không con ơi? Nó giờ nó lên màu trắng mẹ nhìn chưa? Trông hay mẹ nhờ. Trông hay vậy. Đấy, bây giờ 5 phút mẹ nhá. Trong vòng 5 phút mẹ không ăn hết thì mẹ mất tiền đấy. Con ơi. Sao? Là khả năng là mẹ thấy thua mất rồi. Bây giờ sau đó ấy nó cứ xương chảo này thì ăn thế nào được? Rồi, bây giờ con bóc cho mẹ ăn, được chưa? Đấy. Ì cứng lắm mẹ ạ. Thơm đấy con ạ. Đấy, để cắt cái đầu này, thịt của nó quá nhiều thế đấy mẹ ạ. Ui, mẹ nhìn này, trứng của nó này. Trứng à? Đấy, ngon chưa? Các bạn thấy ngon chưa? Ngon đấy. Ngon đấy mẹ ạ. Ui mẹ ơi, cái phần này cũng ngon này. Các cháu ơi, mà mời tất cả các cháu cùng ăn con gì? Bọ biển mẹ ạ. Con bọ biển với bà nhá. Nhưng hôm nay lại trôn bà, trêu bà, lại mua cho bà món chén này các cháu nhìn này. Món này bọ ngon. Bọ biển đấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời bà mới được. Ôi đấy, có nước. Ngồi, đây. Có nước. Nước của nó nhà phải lấy cái bát đây này. Có nước rồi, nước. Để mẹ hút đây nè. Thế nào, bà mời các cháu nhá. Ngon không mẹ? Ngon. Thì có nói mẹ nhỉ? Rồi. Không có mấy mẹ nhỉ? Đấy. Có chứ. Không có mấy các bạn ạ. Không có mấy các bạn nhá. Đấy nhưng mà mẹ ăn đi. Ngon đấy mẹ. Ngon. Con cũng ăn đi. Thôi mẹ ăn đi. Con thử thách mẹ mà. Xem nào. Ui các cháu nhìn này. Xem nào. Mẹ xúc thịt của nó này. Ôi khô. À không được. Dài lắm. Đấy tay mẹ ơi. Mà mời các cháu ăn nhá. Ui. Con thế nào mẹ ơi?
ngọt đấy. Ngon hơn cua hoàng đế không mẹ? Chắc họ đấy nào. Họ cua hoàng đế nào. Ui thì có nó ngọt thế mẹ ơi. Con ăn đi. Thôi mẹ ăn đi. Ngọt lắm. Ngọt ăn nó như nào mẹ? Thì nó ngọt, nó thơm. Béo không? Béo. Ui ngon hơn cua hoàng đế nhở. Qua đây. Thích không mẹ ơi? À, chấm nước mắm. Nước gì đây? Nước bột chanh ấy mẹ. Bột con nghĩ à? Là mẹ ăn không thôi mẹ. Thế à? Thế nào mẹ ơi? Ui, tuyệt vời. Ngon không? Nó ngọt, ăn như cua hoàng đế. Béo không? Ngon lại béo nữa. Ui. Như là hơi gầy. Cái chân của nó ngon nhỉ? Đây con ấy cái chân cho mẹ nhá. Cái chân này nó hơi gầy các bạn nhỉ? Nó hơi gầy. Mẹ cứ ăn đi. Ui cái chân này không có thịt mấy mẹ ạ. Nó hơi gầy con ạ. Đây mẹ ơi. Con bỉa mãi về cái chân này. Ui rơi rồi mẹ. Rơi mất rồi. Đây. Đấy mẹ ăn đi. Đây. Con này nữa. Đấy còn đây. Cá này nữa này. Các bạn ơi nhìn này. Cái cháu này nhìn thịt nó trắng ngó đây này. Ui xem này. Thịt của nó ấy, nhìn này, cái chỗ này rất ít thịt các bạn nhé. Các cháu này, thịt xúc lên này. Mà mời các cháu nhá, trắng ngần. Ôi mẹ ơi, ăn nó béo nó thơm nhỉ. Ngon thế. Con này đúng là đáng đồng tiền bát gạo mẹ ạ. Đáng đồng tiền đấy. Con mua nó nhiều tiền không? Đây để mang mẹ xúc cho. Ui, các cháu này, xúc lên này. Là, con há mồm, con thử miếng nào. Ôi mẹ ăn đi. Con thử miếng. Ngon không? Ngon. Ngon các cháu ạ. Các bạn ơi, nó béo nó thơm các bạn ạ. Đúng rồi. Con này mua ăn tuyệt vời các bạn nhá. Các bạn cứ mua về ăn thử đi, rất là ngon các bạn nhá. Thề luôn mẹ ạ. Ngon lắm mẹ ơi. Các cháu này, thịt của nó này, bà mời nhá. Đây mẹ ơi, con ấy miếng này cho mẹ nhá. Ngon thật, ngon hơn cua hoàng đế các bạn nhá. Con này ăn ngon hơn cua hoàng đế các bạn ạ. Ngon. Mình béo. Phải khẳng định luôn là con này ăn ngon hơn cua hoàng đế. Nhưng mà thịt của nó này hơi ít. Mẹ nhỉ? Húp nước béo lắm con ạ. Thế à? Ăn béo thật các bạn ơi. Ngon. Đấy mẹ ơi. Mẹ. Ngon nhỉ mẹ nhỉ? Ngon. Ngon con ăn đi. Ngon lắm. Ngon thế. Tuyệt vời các cháu ạ. Ăn ngọt ngọt hơn cua hoàng đế. Ngọt hơn cua hoàng đế các bạn ơi. Ngon lắm. Con ơi con này chắc là đắt lắm phải không? Con này á? Con này ở bên nước ngoài à? Bên nước châu Phi mẹ ạ. À nước châu Phi à? Nói đùa mẹ ấy. Con này ở Việt Nam mình. Thế à? Nó ở vùng biển miền Trung mẹ ạ. À ở vùng biển miền Trung à? Đúng rồi. Thế các bác mà ở miền Trung thì được ăn suốt nhỉ các cháu nhỉ? Con này mời đắt lắm mẹ ạ. Con này đắt lắm. Đây là muối chanh này có hương vị mù tạc. Khi ăn vào nó rất là sốc này. Ngon lắm các bạn ạ. Thề luôn ngon thế. Ngon. Các bạn ơi, cái này ăn cứ ăn không nó ngon hơn các bạn ạ. Để nó đỡ bị mất vị các bạn nhé. Có chanh chua vào nó lại nó sang kiểu ăn nó chua chua các bạn. Đây là con hấp bia. Ngon lắm mẹ ạ. Mẹ ơi. Phần đầu này ăn trứng mẹ ơi. Trứng mẹ này. Đấy. Mẹ nhìn thấy chưa? Đúng rồi. Trứng. Mẹ mai có múc trứng trứng không? Trứng này ăn ngon lắm mẹ ạ. Nhìn giống gạch cua con nhỉ. Đúng rồi. Wow. Mẹ ơi. Mẹ ăn từ từ thôi. Mẹ ăn thế nào? Có ngon không? Béo ngậy. Đã. À? Con ăn đi, ngon lắm. Ui. Ngon thế, ui cả thịt này. Mẹ ơi. Mẹ. Con ăn đi. Cắn từ từ mẹ ơi, bỏng á. Cái phần đấy nó có ngon như phần thịt không? Bỏng quá con ạ. Bỏng quá à? Bỏng quá. Đấy mẹ thổi nhá. Đấy các bạn ơi, trứng của nó ăn rất ngon đấy bạn ạ. Đúng ạ, béo ngậy. Béo ngậy luôn. Ngon. Ui. Ngon đi. Ui. Mẹ ơi. Ăn nó béo ngậy mẹ nhỉ. Các cháu ạ, tỉnh người. Con xúc đi. Con xúc con ăn đi. Ngon lắm. Đây con đổ nước ở đây nhá. Đấy nước này tốt lắm mẹ này. Ui. Ui, mẹ nhìn chưa? Ôi. Bà mời các cháu nhá. Đó là. Ngon. Ngon không? Ngon, con thử ngon đi. Ngon nữa mẹ ạ. Đấy, mẹ nhìn chưa? Con này nó không có thịt mấy đâu. Rồi, con há mồm nào. Ngon không?
Hơi mặn mẹ ạ. Hơi mặn đâu, ngọt lắm. Ừ, các cháu này. Bà xúc một thìa thịt lên cho các cháu nhìn này. Đây nhá. Ơi. Kéo lát mẹ ơi. Không lát. Ấy. Thôi mẹ thưởng thức đi, mẹ thưởng thức đi. Mời các cháu nhá. Ấy. Nói chung là các bạn ơi, hôm nay ăn con này rất là đã các bạn ạ. Đấy, mẹ ăn thấy con này tuyệt vời không? Tuyệt vời. Tuyệt vời, mẹ làm nốt cái đầu rồi mẹ ơi. Đây, rất nhiều thịt các bạn nhìn này. Đấy. À cái đầu à? Đúng rồi. Cái đầu nó thịt giống nó đầu á. Đầu của chú cú mèo này, các cháu nhìn này. Đấy, để đấy, đấy các cháu nhìn nhá. Thì hôm nay là mình chỉ giống muốn là thôi mẹ ăn đi. Thôi, bà mời các cháu nhá. Ui, thịt này. Hôm nay là chủ yếu là mình mua cho mẹ mình để thưởng thức các bạn nhá. Những cái món ăn độc và lạ các bạn ạ. Các cháu này. Wow. Đấy thì các bạn thấy cái video này của mình hay ấy, nhớ like và chia sẻ video ủng hộ mình các bạn nhá. Rồi, bà chào tất cả các cháu nhá. Và bây giờ mình xin chào các bạn nhá.